Chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi nhà cho anh Khôn, gà trống nuôi con. Hôm nay được ngày nghỉ, cha cô ngôi Khôn tranh thủ kéo đất vào nền, vì ở đây mùa nước lên nó hay bị ngập. Hôm nay Trung cũng cho thợ xuống đo đạc và chốt giá xây dựng để chuẩn bị khởi công. Trung cũng xin cảm ơn đến tất cả mạnh thường quân đã yêu thương giúp đỡ một số tiền để xây dựng ngôi nhà cho anh Khôn. Và bây giờ mời cả nhà cùng tiếp tục trò chuyện cùng với anh thợ để tìm hiểu xem xây dựng ngôi nhà nhà như thế nào nhé. Mình mới chào với cô chú anh chị, thì hôm nay á mình cũng có kêu thợ, thì cũng có nói với chú thợ là qua dịp lễ đua ghe ngò. Dạ. Thì đến ngày hôm nay thì cũng đã qua rồi, thì mình cũng có kêu thợ lại đo đạc thêm một lần nữa, và đặc biệt nhất là cũng báo anh Khôn, thì có kêu anh Khôn kéo đất vô nền á, tại đất ở đây á còn rất là lúng và rất là thấp, thì anh Khôn cũng đã kéo rồi. Thì bữa hôm nay á thì chú thợ đến đây á là cũng giống như là em cũng đã được nhận được tấm lòng vàng từ quý mạnh thường quân. Thì hôm nay thì Bình Đen cũng xin công bố số tiền luôn. Bình Đen đã nhận được từ trước đến hiện tại bây giờ là từ ngày 28 tháng 9 năm 2024 và cho đến hôm nay thì Bình Đen cũng có nhận thêm cũng giống như là được 59.466.000 đồng. Đó, thì đặc biệt nhất là hôm nay thì anh Văn Trung cũng có nhận thêm tấm lòng vàng. Rồi hôm nay thì bên của Bình Đen cũng nhận được là 59.400.000 ha. 66.000 đồng. Dạ, thì cộng với bên của Trung thì 30 triệu. Thì hiện tại bây giờ là được khoảng gần 90 triệu đó. À, 90 ha. Triệu. Thì lúc trước thì mình cũng có nói là nếu mà đủ duyên thì mình sẽ cắt nhà tường, và không đủ duyên thì mình sẽ cắt nhà tiền chế. Dạ. Thì hôm nay thì bên anh Văn Trung thì cũng được 30 triệu và bên Bình thì cũng được khoảng là 60 triệu rồi, cũng tổng cộng là 90 triệu rồi. Dạ. Thì với căn nhà bữa hổm này anh có từng làm cho hai mẹ con sống bên chuồng heo đó, là ngang dạ. 4m dài 10m đó. Dạ. Thì lúc trước anh có chia sẻ đó, thì bây giờ anh có thể là chia sẻ về cái cách làm nhà tường giống như hai mẹ con chuồng heo được không anh? Dạ. Giống như bên nhà mẹ con chuồng heo á, bề ngang 4 mét, dài 10 mét, là giống như bên đẳng là trị giá là 100 triệu, là mình không có đà kiền. Còn giống như bên nhà anh Côn á, anh Bình cũng có nói là mình muốn đi thêm cái đà kiền á, là giống như phim phát sát sinh thêm 5 triệu, là đi cái đà kiền là 105 triệu. Yeah. Dạ, rồi giống như bên nhà anh Côn cũng giống như mưa này kia nước hay ngập á, là giống như lên nền cao tới 8 tấc. Là giống như 8 tấc này kia em cũng cuốn đà 20, mình đổ đà 20 cho anh cô luôn rồi đi sắt 12. Giống như 8 tấc này kia nó cũng cao và em cũng thêm phát sinh thêm là 5 triệu. Dạ. À, tức là cái căn nhà được trước anh cắt là ngang 4 mét, dài 10 mét, dạ. Là một phòng. Và dạ. Giống như là mình không có đi đà, đi xây gạch thêm không? Dạ, đúng rồi. À, còn đây là nền rất là cao rồi cho nên là phát sinh thêm là 5 triệu, dạ. Đúng không? Dạ. Đặc biệt nhất ở đây á, giống như là cái nền này á, vô đất như vậy thấy đủ chưa, hay là như anh có bơm cát gì phần nền thêm không, hay là sao? Dạ, giống như đất ở đây là hồi nãy em có đo là đất ở đây đã vô đã 6 tấc rồi. Rồi xong em sẽ cuốn nền lên là 8 tấc, em sẽ bơm cát vô thêm 2 tấc. Dạ, giống em sẽ bơm cát lên thêm 2 tấc kia. À, vậy là anh mạo với giá tiền 105 triệu, dạ. Là bơm cát thêm là 2 tấc. Dạ, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà nhà bên đây á, thì em muốn cách khác với nhà trước xíu. Dạ. Cũng giống như là thường thường anh cắt cái nhà kia là hai cái đà đúng không? Dạ đúng rồi. Còn ở đây mình đi thêm cái đà kiền nó là em thêm 5 triệu đó. À, dạ. Em tính là thêm đi thêm một cái giống như em đi ba cái đà. Dạ. Là đà ở dưới, đà giữa và đà ở trên luôn. Dạ. Là phát sinh ra bao nhiêu nữa? Dạ tổng cộng là 105 triệu. Với mình đi cái ấy mình lên cao quá 8 tấc nữa nó là thêm 5 triệu đó. Là tổng cộng là 110 triệu á. À 110 triệu với dạ. Cái căn nhà là anh thiết kế như thế nào hả? Dạ giống như nhà bên anh Khôn á thì không có toilet. Là mình là sẽ làm ra hai phòng. Dạ giống như bên hàng ba trước á em sẽ làm là 1m8. Phòng khách là 3m. Và phòng ngủ là 2m6. Dạ. Với hai phòng ngủ đó là tổng cộng là 10m. À, 10 dạ. Mét tròn luôn ha. Dạ. Ừ. Nói chung ở đây là ngang là 4 mét ha. Dạ, ngang 4, dài 10. Và dài 10 mét. Dạ. Và anh cuốn nền lên là 8 tấc. Dạ. Đó, rồi đà đầy đủ. Dạ. Đà kiền đầy đủ. Dạ. Đó, rồi căn nhà thì có 2 phòng. Dạ. Đúng không? Dạ, đúng 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Dạ. Dạ. Với cho 3 trước. Ừ. Dạ. Dạ. Với trong cái căn nhà anh thiết kế như vậy rồi anh có đóng la phong hay là dán gạch gì cho em được biết được không anh? Dạ, giống như gạch á mình cũng dán gạch lót là gạch 50 cũng cho chủ nhà lựa. Còn giống như mình dán ốp vô tường á là 2 tấc rưỡi, gạch 50 mình cắt ra làm 2. Dạ. Rồi mình cũng đánh bê này kia.
rồi giống như lá phong này kia. Dạ, nó còn chủ là mình không có điện thôi. Dạ, dạ. Nói chung em là không có, đi điện. Có lá phong này kia, dạ. Nhưng mà không có đi điện thôi. Dạ, dạ. Vậy là thấy nếu, cũng ok ha. Dạ. Nếu mà đi điện nữa thì cũng giá nhiều nữa, giống như dạ, mình đi điện. Em không có lãnh. Cái bên đó là mình không có làm. Dạ, dạ. À, chủ yếu là làm bên công dạ. trình xây nhà thôi. Dạ. Rồi. Thì bây giờ anh có thể đo là dùng em cái là cái ở đây đất này đó là lên 8 tấc là khoảng cỡ nào vậy? Dạ. À, mình đo dùng em. Dạ. Với lại bề ngang với lại bề dài đó, mình tính là xây khoảng cỡ nào? Dạ. Anh Khun qua đây đi, anh Khun chỉ, giống như nếu mà xây cỡ nào anh Khun? 8 tấc là mình lên cao cái đây nè. Dạ. Dạ. Là lên là nền đó. Dạ, là 8 tấc mình lao cao như vậy nè. Wow. À. Cao lắm. Cao lắm. Đất anh Khun vô cũng khoảng cỡ 6 tấc rồi. À. Em sẽ bơm cát vô 2 tấc là lên tới 8 tấc cao như vậy. Dạ, rồi anh Khun dự tính là cắt từ 10 mét là tới khoảng nào anh Khun đo đi coi anh Khun. Dạ. Đo coi anh Khun. Dạ. Đây anh Khun kéo nha, từ sau lại đi. Anh Khun đo từ nhà này đúng không? Đúng rồi, từ cái cột lại á. Từ cột lại á anh. Dạ dạ. Anh nối cái nhà trước của mình ở đây luôn. Đây, 5 mét tới đây ha. Chỗ cây đó mình. Dạ, 10 mét là mình tới đây á. Từ cái cột nhà của anh Khôn ra tới đây là 10 mét. À, nói chung là cũng còn hàng ba khá rộng dạ, ha. Cũng còn ba rộng. Dạ. Đây cái nhà thì cũng còn. Dạ, ngang 4 mét anh cầm luôn anh. Chắc 4 mét mấy anh? 4 mét 6. Dạ. Dạ, còn nằm 4 mét nó nằm ở đây anh. Anh xích lên qua đây đi vậy, nằm cái ngang với cái nhà cũ đi. À, dạ dạ. Cho nó làm cho là cho bằng bên kia. À dạ. Vậy là còn nằm ở giữa đây nè, 4 mét. Chắc còn dư ở đây là nói chung là không bằng với cái nhà sau đó anh Khun. Dạ đúng rồi, nhà sau bự hơn. Nhà sau tới 4 mét mấy, 4 mét rưỡi, 4 mét 6 lận. À. Dạ. Vậy là mình sẽ nhỏ hơn cái phần nhà sau. Dạ đúng rồi. Vậy là cái này theo anh có cần phải vô nền thêm nữa không để biết anh Khun để vô cho nó đầy đủ vậy đó. Dạ em nghĩ chắc vô có chút xíu ở giữa giữa nó thôi. Tại ở đây nó cũng gần 6 tấc rồi, mình vô thêm miếng ở giữa nó là đủ rồi. Vô giữa đó vô. Dạ đúng rồi, giữa nó mình vô thêm miếng ở giữa nó. Tại ở đây nó ở mình hai cái hông là nó đủ rồi, còn ở giữa giống hơi thấp tí á, mình vô thêm ở giữa mới là đủ rồi. Cái này giống như hồi nãy là anh đo là 4 mét mấy. Hết luôn á. Hết luôn rồi. 4 mét 6. 4 mét 6 cái phần đất trồng dư lợi đó mình. Phần đất mình vô lợi đúng rồi. Dạ. Vậy là nhà thì đo rồi hết rồi. Đất thì hiện tại giờ là cũng đủ rồi đó. Dạ. Mà điều đặc biệt nhất là em sợ cái nền này nó có lún không anh? Giống như này nếu mình ấy này kia anh cô anh ấy á, mình bơm motor để giống như cho nó đầm nó xuống á. Mình có motor này kia tối mình đầm xuống giống như em cuốn nền rồi em cũng bỏ mấy ngày để cho anh cô có thời gian này kia mình đầm xuống xong cái mình mới bơm cát cho nó cứng lên luôn. À, dạ. Giống như là mình bơm cát mình không phải là chở bằng xe ba gác mình. Dạ không, mình ha. Bơm cát. Dạ. Mình bơm từ nước sông lên phải không? Dạ đúng rồi. À vậy là cái đó là chất lượng hơn á. Dạ đúng rồi, tại vì bơm cát nước vậy nó vô là không có còn ấy nữa. À, dạ. Khi nào mà mình cuốn nền xong mình mới bơm phải không anh? Dạ đúng rồi. À cho nó chắc luôn ha. Dạ, khi nào mình cuốn nền 8 tấc xong mình mới bỏ 1-2 ngày để bơm cát. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ là anh Khun cái ngày nào mình khởi công được đây? Tại hôm nay cũng kêu thợ xuống đo cho nó rõ rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ là theo anh ngày nào mình khởi công để anh em thợ xuống bắt đầu luôn. Có đi coi rồi là ngày 21 á. À 21 và hiện tại bây giờ là cũng cô chú chị ngày 17 đó. 17 ha? Dạ 4 ngày. À còn 4 ngày nữa. Dạ. Rồi 4 ngày nữa anh tranh thủ có kịp không? Dạ chắc 4 ngày tranh thủ chắc vô cho anh Côn. Đặt ví dụ dắt mình lấy cần thiết để mình lên này kia trước. Giống là lên cột này kia trước cho anh Côn. Dạ. Lấy ngày tốt. Dạ. Cũng gần tới cũng tranh thủ mới anh Côn chắc cũng lên cột này kia đỡ. Nhưng mà theo anh nghĩ là cái đường này là vận chuyển vật tư này kia vô có khó không hay là mình vận chuyển bằng ghe? Chắc em đi một mớ ghe với đi xe ba gác đi ăn luôn á. Chắc cột này kia em sẽ đi bằng ba gác. À. Còn giống như cát đá em sẽ đi ghe. À. Dạ. Yeah. Rồi từ cái con đường mà lộ lớn vô tới cái đường nhỏ bên đây á, anh có thấy khó khăn chỗ nào không? Dạ thấy cũng khó. Đường cũng hơi nhỏ với hẹp. Đặt ví dụ từ lộ lớn mình qua tới đây cũng khoảng 6-7 cây á. Dạ. Thôi thì bây giờ Bình Đen và anh Trung á thì bây giờ mình chốt giá với anh Thanh là 110 triệu luôn hay sao á anh Trung? Bây giờ là mình cái giá là 110 triệu thì bây giờ mình chốt đi. Thì dạ. Hiện tại cái
tiền cũng như mạnh thường quân của Trung với lại Bình mới được gần 90 triệu thôi. Yeah. Bây giờ là mình nói chung là mình còn thiếu là cũng hơn gần 20 triệu ha. À 20 triệu. 20 triệu nữa là mới đủ, thì bây giờ cứ xây dựng trước đi, nếu đủ duyên thêm thì mình cũng như là gửi cho ảnh luôn. Dạ. Yeah. Thì bây giờ em với anh Trung đã thảo luận với nhau thì cũng giống chốt đơn với anh đó là cái phần là làm cái nhà anh Khun đó. Yeah. Là ngang 4 mét. Yeah. Dài 10 mét. Yeah. Một cái phòng khách, một cái sân và một cái hai cái phòng ngủ. Yeah. Lót gạch nè, đóng la phong. Yeah. Rồi bàn thờ này kia là mình bắt bù lon, bắt ốc hay là như thế nào anh? Dạ, giống như bên bàn thờ ở trong nhà mình cũng khoan, mình bắt bát này kia, mình để gạch. Yeah. 50 lên để mình thờ. Còn giống như ở ngoài thì mình đổ cái bàn thờ ở ngoài á. Bằng thiên. Dạ. Dạ. Rồi trong cái căn nhà của anh Khun á, mình để mấy cái cửa sổ và mấy cái cửa cái vậy anh Thanh? Dạ. Giống như nhà anh Khun là mình để cửa cái trước là cửa cái hai cánh, rồi một cái cửa sổ. Với nếu mình tính là mấy cái cửa sổ? Hết chân là 4 cái cửa sổ. À 4 cái cửa sổ Trung thấy được không? Bốn. Yeah. Cái thì nói chung là phòng khách là một cái cửa sổ đúng không? Yeah. Rồi mỗi một phòng ngủ là một cái, nữa là ba cái đi. Dạ. Yeah. Rồi với mình trước á. Ở trước cái nữa, nói chung là phòng khách là hai cái đó. Đúng không? Bên hông cái rồi bên trước. Bên hông chỗ đường đi ra nhà sau là một cái phải không? Hai cái phòng ngủ là hai cái. Dạ. Hai phòng ngủ là hai cái. Rồi ở trước á một cái một nữa cái. Là 4. Một cái nữa là 3, với phòng khách một cái nữa là 4. Phòng khách chỉ có một bên à. Ừ. Dạ. Ừ. Tại giống như nhà bên kia cũng có 4 cửa sổ à. Không, thì 4 cửa sổ phải không? 4 cửa sổ cũng được, tại được. Vì cái phòng khách đó là anh tính là ở phần trước một cái, rồi bên hông cái đúng không? Là 4 cái cửa sổ nha. Mình tính đặt ở trước luôn là 4 cái, nếu ở nhà sau là có 3 cái, là tại vì ở trước cọc ở trước một cái rồi. Yeah. Giống như bên cái hai phòng, hai. Yeah. Phòng qua trước chỗ ấy một cái nữa là 3. Cái phòng khách nó còn có một cái nữa. Yeah. Là 4 cái. Đó, là. Yeah. 4 cái. Ừ. Rồi. Rồi bây giờ thêm nữa nghe là cái toilet thì của bên Trung cũng có mạnh thường quân riêng tài trợ, thì bây giờ là cũng muốn hỏi anh thêm giá cả như thế nào để để làm thêm ha. Bây giờ xin phép anh Khun muốn làm cái toilet chỗ nào đó, bây giờ chỉ cho. Yeah. anh thợ luôn đi, để có gì mình nữa mình làm sao cái đó. Đã lớn rồi mà điều đặc biệt nhất là bên anh bằng Trung thì cũng có toilet, rồi điều đặc biệt nhất là cũng có bơm motor nữa. Dạ. Thì cũng rất là mừng rồi ha. Đó, đầy đủ rồi. Bây giờ motor này mình cũng xài nước được rồi ha anh Thanh. Dạ. Dạ. Đây thì anh Khun tính làm toilet như thế nào anh Khun? Chỗ nào vậy? Chỗ này nè. Từ bên đây qua. Dạ, anh lo dùng em cái. Dạ. Diện tích này kia rồi. Giống bài ngang là nhà anh Khun lấy từ cái gách nhà qua đây là 1m8. Dạ. 1m8 mình sẽ tới đây. Dạ. Dạ. Rồi chạy dài 2m. Anh Bình cầm chỗ cái sắt anh Bình. Dạ. Dạ, 2 mét của mình là tới đây. Dạ, bài ngang là 1m8, dài 2m. Ừ. Dạ. Vậy là anh xây toilet là ngang 1m8, dài 2m. Dạ. Với cách của anh thiết kế như thế nào toilet anh? Dạ, giống như toilet này kia, em nghe mình sẽ giống như cái bồn cầu là mình sẽ dắn nước. Rồi trong toilet mình có vòi sen với để nước xả tắm nữa. Rồi giống như mình sẽ để hai cái ống ở sau. Ống... Dạ. Với dán gạch thì mình dán gạch 30-45, mình dán lên 3 miếng là 1m35. Dạ. Dạ. Rồi cái phần ở đây là anh, cái phần chỗ hệ thống xử lý nước đó là mình cũng xây hay như thế nào? Hay là để cống hay sao? Phần xử lý á. Phòng xử lý nước, dạ mình để cống anh. Để cống ha? Dạ, mình. Vâng. Để hai cống. Vâng. Dạ. Rồi cái này thì theo anh cái giá của anh nhận toilet này là bao nhiêu tiền? Dạ, giống như giá em ngang là 8, 1m8 với dài 2m là giá 12 triệu anh. Dạ, nói chung là hoàn thiện là chọn gói là 12 triệu. Dạ. Dạ. Dạ, ok anh, thì bây giờ là mình chốt luôn phần đó, tại vì cái này là của bên Trung á, Mạnh Thường Quân giúp riêng cái phần toilet. Dạ. Rồi, còn cái phần nhà thì nói chung là nếu đủ duyên thêm thì mình, bây giờ là mình chốt luôn rồi đó, chốt. Dạ. Là 110 triệu. Dạ. Ha. Ừ. Thì. Dạ. Mình cũng rất là chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Đều đặc biệt nhất là Mạnh Thường Quân của anh Hoàng Trung cũng có giúp về phần nước sạch, nước khoan giếng cho anh Khun, và đều đặc biệt nhất là có một cái toilet nữa. Dạ. Thì khi mà có nhà rồi, có đầy đủ rồi thì nói chung là anh Khun thì cũng thoải mái hơn, hoặc là đặc biệt nhất là các con của anh Khun á. Dạ. Lớn rồi, có chỗ tắm rửa này kia che kín đáo hơn ha anh Khun. Dạ.
Thì anh có lời gì muốn nói đến Viết Mạnh Thường Quân trong ngoài nước, bên của Bình Đen và bên anh Hoàng Trung không? Con xin cảm ơn Mạnh Thường Quân, cô chú bác đã giúp gia đình con từ hồi trước tới giờ. Con xin cảm ơn nhiều. Thầy chúc Mạnh Thường Quân an khang thịnh vượng. Xin cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều. Thầy điều đặc biệt nhất là em cũng rất là chân thành cảm ơn anh Thanh. Thì anh Thanh này cách nhà bà con của bác cũng hỏi thăm rất là nhiều. Điều đặc biệt nhất là anh Thanh cách nhà có tâm. Anh Thanh, thì em cũng rất mong là anh là xây nhà cho anh Khun đó là kiên cố đẹp giống như cái những cái căn nhà trước mà anh đã cắt ha. Rồi em cảm ơn anh ha. Trước khi em khép lại video đó, anh có lời muốn nói đến bà con cô bác không? Em cũng cảm ơn bà con cô bác bên Mạnh Thường Quân ở trong ở ngoài nước cũng đã giúp đỡ gia đình của anh Khun. Rồi thì cảm ơn anh Thanh nhiều ha. Rồi vậy bây giờ mình cũng kết thúc video đi ha. Thì thôi mình cũng rất là cảm ơn đến Mạnh Thường Quân của anh Trung và cảm ơn đến với Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước đã luôn theo dõi mình và anh Hoàng Trung trong suốt thời gian vừa qua, cũng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nhất là có một cái căn nhà che nắng che mưa. Thì thôi mình cũng xin phép và khép lại video, hẹn cô chú anh chị gặp vào những video tiếp theo ha. Xin chào ạ.